Khu bảo tồn thiên nhiên Eso tỉnh Đắk Lắk có diện tích gần 27.000 ha, giáp ranh với hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Khu bảo tồn có nhiều loại động thực vật quý hiếm nên luôn nằm trong tầm ngắm của các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng. Các đối tượng vi phạm với hành vi ngày càng manh động và liều lĩnh khiến Eso xuất hiện những điểm nóng về phá rừng, săn bắt động vật hoang dã và gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng. Khu vực giáp ranh giữa khu bảo tồn thiên nhiên Eso với xã Ea Đá, huyện Krông Năng là một trong những điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy, cũng là tuyến đường các đối tượng thường xâm nhập vào khu bảo tồn để vận chuyển lâm sản ra bên ngoài. Để hạ nhiệt tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, lực lượng quản lý bảo vệ đã tăng cường công tác tuần tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Theo kinh nghiệm tức là lâu năm và cũng là cái kinh nghiệm cuộc sống của bà con ở vùng đây. Tức là khi mà mùa mưa vừa chấm dứt đó, là mùa khô nó tới là mùa khô thì đây là một cả vùng đây như các anh đã thấy bắt đầu cũng có dấu hiệu là bắt đầu là chặt tre lẻ tẻ rồi. Họ phá từ từ, họ phá dần dần và theo kinh nghiệm tôi là đây là vùng đất là tốt thủy nhiêu. Theo báo cáo thời gian gần đây các đối tượng vi phạm manh động liều lĩnh và sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ gây thương tích cho lực lượng giữ rừng. Áp lực giữ rừng ngày càng tăng, nhưng lực lượng quản lý bảo vệ rừng ngày càng mỏng do tình trạng cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc và phải tinh giản biên chế. Trong khi đó, cơ chế chính sách đãi ngộ chưa tương xứng với nhiệm vụ và trách nhiệm của người giữ rừng. Ông đồng lương của chúng tôi không nuôi đủ một gia đình, ý là một đứa con ăn học, thì anh em trở về họ kiếm việc khác, chứ không phải riêng bản thân tôi. Tôi mong cho là chính sách nó sẽ thay đổi trong thời gian tới. Đã kiến nghị rất nhiều với các cấp ngành, đặc biệt là Trung ương. Phải có cơ chế chính sách về cái chính sách đãi ngộ, đặc biệt là chính sách tiền lương và các cái chế độ phụ cấp riêng liên quan trong cái công tác mà coi như là đối với cái lực lượng mà chúng ta hay thường gọi là lực lượng bảo vệ rừng tận gốc ấy, ở các cái đơn vị chủ rừng, ban quản lý rừng và các vườn quốc gia khu bảo tồn đấy, để làm sao mà anh em có một cái mức lương đủ gọi là về cơ bản so với cái mặt bằng chung của xã hội là đủ sống, đủ lo cho được cho gia đình. Khu bảo tồn thiên nhiên Eso có thảm thực vật rừng phong phú đa dạng với nhiều loại gỗ và động vật hoang dã quý hiếm. Dù công tác tuần tra truy quét được tăng cường, nhưng trên địa bàn rộng địa hình hiểm trở thì tài nguyên rừng của khu bảo tồn luôn đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Điều này đòi hỏi cần tăng cường các nguồn lực và thay đổi cơ chế chính sách để giữ rừng bền vững.